Chào mừng các em đã đến với trang lời giải 2 com Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học bài Cánh đồng của tác giả Ngân Hoa Sách giáo khoa ngữ văn 10 Bộ sách kết nối tri thức Đến với câu hỏi số 1 như sau cảm nhận sự biến hóa của nhịp điệu sự phong khoáng trong cách xây dựng hình ảnh thơ sự dụng công trong cách tổ chức mạch thơ như vậy các em hãy đọc kỹ lại văn bản để tìm hiểu về nhịp thơ về cách xây dựng hình ảnh thơ và cách tổ chức mạch thơ trong bài nhé trước tiên về nhịp thơ ta thấy có sự biến hóa đa dạng nhịp điệu của bài thơ như một trang sách tự sự hơn nữa, tác giả còn có sự kết hợp hài hòa giữa hình ảnh của những gam màu sáng, trong trẻo với hình ảnh gam màu tối, âm u và ẩm ướt. Cuối cùng là mạch thơ đi theo dòng cảm xúc của nhân vật trữ tình. Đến với câu hỏi số 2, lắng nghe dòng chảy cảm xúc và suy tưởng của nhân vật trữ tình được biểu hiện một cách sống động, sắc nét trong sự tự do của hình thức thơ ca. Vậy thì ta thấy rằng Bài thơ ngày hôm nay có một dòng chảy cảm xúc và suy tưởng được thể hiện sống động phải không nào? Đó là ở chỗ một đóa hoa cúc cắm trong bình gốm có thể làm nhân vật trữ tình hình dung ra cả một cánh đồng hoa đang trải ra trước mắt, có màu sắc, có âm thanh chân thực. Và sự tự do trong hình thức thơ thể hiện ở chỗ các câu thơ không theo quy luật. như vậy cô và các em đã cùng nhau tìm hiểu xong bài học ngày hôm nay các em hãy truy cập vào trang lời giải hay com để tìm hiểu các bài học khác nhé còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những bài học lần sau